Xin chào quý bà con, anh chị các bạn đang xem kênh thì trưa hôm nay là thứ hai ngày 11 tháng 3 năm 2024 thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua tình hình là Bích Thái vào buổi trưa hôm nay tại khu vực miền Tây, khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khu vực miền Đông, khu vực Tây Nguyên cho quý bà con, anh chị các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật hình cho Bích thì mình còn có làm thêm những clip cập nhật giá cả của một số là nông sản khác trên kênh. Quý bà con, quý bác, anh chị nào xem kênh có quan tâm đến giá Bích hay một số là nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Thưa quý bà con, quý quá anh chị các bạn, thì tình hình Bích Thái vào buổi trưa hôm nay thì giá Bích đang có chiều hướng biến động nhẹ, giá Bích giảm nhẹ so với lúc sáng sớm và so với ngày hôm qua. Mặc dù giá đã có giảm nhẹ nhưng mà nhìn chung thì hiện nay vẫn còn đang ở mức giá cũng cao quý bà con. Đây thật sự là một tín hiệu vui cho bà con mình. Khu vực Vĩnh Long, khu vực Cần Thơ, khu vực Hậu Giang thì Bích kem lớn dao động ở mức từ 31.000 kem nhì là 24.000, kem ba dao động ở mức từ 13.000. Chợ hiện nay tại khu vực Vĩnh Long, khu vực Cần Thơ, khu vực Hậu Giang thì thương lái đang mua chợ với giá động từ 5.000. Tại khu vực đồng Vĩnh Long, khu vực Cần Thơ, khu vực Hậu Giang, khu vực Đồng Tháp, khu vực An Giang, khu vực Long An hiện nay thì mít kem lớn đang dao động ở mức từ 32.000, kem nhì là 25.000, mít kem ba dao động từ 14.000. Chợ hiện nay tại khu vực Đồng Tháp, khu vực An Giang, khu vực Long An thì thương lái đang mua chợ với giá động từ 5.000. Tại khu vực Đồng Tháp, khu vực An Giang, khu vực Long An. Mít Tiền Giang hiện nay thì mít kem lớn là 32 đến 33.000, kem nhì là 26.000 và mít kem 3 dao động ở mức từ 15.000. Chợ hiện nay tại khu vực Tiền Giang thì thương lái đang mua chợ với giá động từ 5 đến 6.000. Cái mít ở khu vực Tiền Giang thì lúc nào cũng cao hơn những khu vực khác. Khu vực Tiền Giang thì tập trung rất là nhiều giữa mít. Còn tình hình giá mít ở khu vực miền Đông như khu vực Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, khu vực Vũng Tàu, khu vực miền Đông hiện nay thì mít kem lớn là 23.000, kem nhì là 14.000, giá mít kem ba dao động ở mức từ 10.000. Chợ hiện nay tại khu vực miền Đông thì thương lái đang mua chợ với giá động từ 3 đến 4.000. Tại khu vực miền Đông, khu vực Tây Nguyên hiện nay thì mít kem lớn đang dao động ở mức từ 22.000, kem nhì là 13.000 và mít kem ba dao động ở mức từ 9.000. Chợ hiện nay tại khu vực Tây Nguyên thì thương lái đang mua chợ với giá động từ 3.000 đến 4.000 đồng một ký tại khu vực Tây Nguyên. Ngoài ra thì tỉnh Thái cũng còn chênh lệch tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vườn mít, tùy theo từng tuyến đường vận chuyển xa gần.